Kim cương quỳ dưới đất cột dây giày cho Ưng Hoàng Phúc. Nữ người mẫu rất lăng xả chăm sóc chồng trong buổi chụp ảnh chiều ngày 30 tây tháng 11. Chiều qua, Ưng Hoàng Phúc có buổi chụp ảnh với trang phục của nhà thiết kế Công Trí và xã anh Kim Cương cũng có mặt để hỗ trợ. Kim Cương từng là người mẫu nên rất chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị trang phục, trang điểm để chụp ảnh. Kim Cương giúp Ưng Hoàng Phúc sửa sang lại trang phục sau mỗi lần thay đồ. Yêu và lấy nhau đã được vài năm nhưng tình cảm của cặp đôi rất mặn nồng. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trên trang cá nhân. Kim Cương không ngại quỳ xuống đất để cột dây giày cho chồng. Buổi chụp ảnh của Ưng Hoàng Phúc được thực hiện cùng nhiếp ảnh gia Kiến Cận. Đây là buổi làm việc đầu tiên của cả hai để tìm ra những bức ảnh ưng ý hợp với phong cách hiện đại của Ưng Hoàng Phúc. Sự pha trộn giữa hình ảnh quý ông lịch lãm và người nghệ sĩ cá tính sẽ được thực hiện qua những sản phẩm mà Ưng Hoàng Phúc gửi đến khán giả trong tháng 12 này. Trước tiên là album remix gồm những bài hát mà khán giả gần như thuộc nằm lòng khi nhắc đến cái tên Ưng Hoàng Phúc. Bên cạnh đó, Ưng Hoàng Phúc sẽ lần lượt giới thiệu những MV thể hiện chiều sâu trong con đường âm nhạc của anh. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!